Vâng, chào mừng toàn thể quý anh chị và các bạn trở lại kênh của em Quang Minh Auto. Quang Minh Auto thì rất cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi và ủng hộ Quang Minh. Nhất là những anh em quan tâm những mẫu bán tải thì Quang Minh chuyên dòng bán tải và rất nhiều các mẫu bán tải đẹp liên tục cập bến và những mẫu xe khác. Thì anh chị em xem kênh thì hãy like, subscribe ủng hộ Quang Minh và hãy góp ý để Quang Minh ngày càng hoàn thiện hơn. Và ngày hôm nay thì Quang Minh lại hân hạnh gửi đến toàn thể quý anh chị và các bạn một mẫu xe hãng Ford Ranger rất đẹp, phiên bản này là phiên bản 2017 MT số sàn và bản này bản XLT anh em nhé. Màu này là màu vàng, màu này còn rất đẹp và sang trọng. Thì con mình trai chủ lên sóng gửi đến toàn thể quý anh chị các bạn xem và tham khảo. Để anh em nào phù hợp một xe trên thì hãy tham khảo, và ai thiện chí thì hãy điện thoại cho con mình qua số hotline 0935 199 868 để được xem xe, được tư vấn cũng như là được biết thêm chi tiết về xe. Thì, sau đây thì con mình sẽ đi qua tổng thành để anh em cùng xem. Mẫu xe này thì là một mẫu bản XLT sản xuất năm 2017 và cũng là lăn bánh kiểu chiếc xe. Chiếc xe nào chính là một chủ từ đầu anh em nhé. Về tổng thể thì anh em xem có thể xem là form dáng của chiếc xe này cực kỳ căng cứng. Anh em xem là tất cả một cái từ chi tiết nhỏ đều rất là đẹp. Em xem là từng gần gờ này. Đấy. Sơn zin cả xe anh em nhé, tôn vỏ màu tang, xem từng cái chi tiết gần gờ rất đẹp, bản hạ 2.2, động cơ máy dầu rất khỏe, rộng dẫn động 4 bánh, bản này bản đủ anh em nhé, anh em xem là từng cụm đèn pha này, tất cả một cái đều là đèn zin rất là sáng. Anh em xem từng cái chi tiết nhỏ, mặt ca lăng quen thuộc của hãng Ford, căn cơ rất là đẹp. Nói chung là cam kết cho anh em xe này là zin cả xe, zin chiếc xe này thì cực kỳ đẹp, không cam kết anh em là không đâm đụng, không va chạm, không gì kích nhá. Nói chung là cái mẫu xe bên của mình thì cũng tuyển lựa rất là kỹ, tuyển lựa đầu vào rất là kỹ thì mới bán ra bán cho anh em. Anh em xem chiếc xe này thì lốp vẫn rất còn đẹp, phanh ABS, phanh đĩa ABS đầy đủ chức năng, những phiên bản đủ. Anh em xem sắt xi sơn cua lốp đấy, tất cả một cái của còn zin của Nhật sản xuất hết. Với bản chiếc xe này thì anh em đi cực kỳ yên tâm, không phải lo nghĩ bất cứ cái điều gì. Anh em xem kính xịn nhá. Ra sẽ khám phá từng chi tiết. Đây anh xem là keo chỉ chiếc xe là zin có luôn. Đây, cái chỉ xịn nha anh em nhé, xịn zin có theo xe. Tắp lô tắp ý tươi, từng lốp gai sần của nhà máy đây. Anh em xem thì rất là đẹp. Nó gần zin như mới anh. Thực ra là với liên hạn sử dụng là đến thời điểm này là 3 năm vận hành. Thì anh em cũng có thể hiểu là nó còn mới. Đây, xem. Cột kèo keo chỉ đây. Đây từ lúc chốt bản lề đây, ở sơn của nhà máy. Rất đẹp. Kéo anh em xem đi,
từng nốt đinh bấm của nhà. Đây, còn nguyên là chưa mất một nốt nào. Đinh bấm nào, rất đẹp. Bậc lên xuống rất đẹp luôn anh em nhé. Đấy, rất là đẹp. Đây, để xem là từng chỗ cánh cửa này. Đấy, chốt bản lề từ là các con ốc đều sáng xoa. Nguyên zin thì nó xuất xưởng anh em ạ. Với chiếc xe này nhờ dám cam kết đảm bảo cho anh em luôn, yên tâm. Đây, anh em xem phần lốp lát phía sau này. Bản này là bản đủ XLT, hai cầu điện, dẫn động bốn bánh em nhé, anh em nhé. Anh em đi cung đường trường hay là cung đường đường vượt địa hình thì cực, đi cung đường khó mà phải leo đèo vượt lội suối thì mẫu xe này đều rất ok. 4.4 dẫn động rất là khỏe. Đây em sắt xi gầm vệ chiếc xe anh em xem này. Đấy. Sáng choa. Wow. Chưa có một chút dấu hiệu nào của mục mọt hay là han gì gì. Quá đẹp. Anh em có thể xem phần form dáng phía sau của chiếc xe thì rất đẹp. Đấy, từng cụm đèn pha rồi là từng cái gân gờ đều thẳng tắp. Chưa có một chút dấu hiệu nào của đâm va. Đây, cả chiếc đằng sau đầy đủ. Sắt xi anh em xem. Sắt xi tất cả mọi thứ đều rất đẹp. Thì anh em xem là lốp sơ cua đây rất ok. Đây anh em xem là phần các phần thùng bệ lắp thùng của chiếc xe đều rất ok anh em nhé, rất là rộng. Chiếc xe này anh em có thể xem là đây, trước bác chủ bác ấy đi lại thi thoảng chở đồ thôi nhưng mà là rất là ít. Xem thùng mẫu bán tải này rất tiện lợi và nó đa dụng cho anh em các chở đồ là hàng hóa rất là tiện, có thể chở 5 tạ hay 1 tấn tùy loại hàng. Những mẫu bán tải gần đây thì luôn chiếm cả tình của rất nhiều người bởi vì nó tính tiện lợi hữu dụng và luôn được trang bị động cơ cũng tính năng gần như rất là hiện đại và khỏe khoắn nên gần đây những mẫu xe bán tải luôn chiếm được cả tình và rất nhiều anh em đang chọn mẫu bán tải là để đi lại cũng như là để sử dụng thì rất tuyệt vời. Sau đây chúng ta sẽ khám phá phần nội thất để anh em cùng xem nhé. Đây chúng ta xem lên phần nội thất của chiếc xe. Anh em có thể thấy là chiếc xe này nội thất còn rất là đẹp, sáng và lịch sự. Ghế da của Wintrack sang. Thực ra em thấy chưa thấy một điểm trừ trên chiếc xe này. Trần thì đã được anh chủ anh bọc một lớp trần rất là đẹp. Lớp trần này là anh bọc thêm nhé anh em nhé, cho anh thích cái phong cách này đi. Chứ còn trần cũ thì cũng rất đẹp, nhưng mà anh muốn bọc thêm thôi. Đấy. Anh em xem phần các phần vô lăng cổ số này, còn sáng choang. Đây, cầu điện hai nút cầu điện đây. Đấy, anh em xem là vô lăng này thì 4 chấu có phanh bê túi khí đủ từ khí tắp lô tươi sáng nhưng mà gần như chiếc thằng tương đối là đẹp, tất cả mọi thứ đều gần như là zin có luôn anh ạ. Ốt đô là đang là 7 vạn 6 anh em ạ.
7.6, chạy 35 7.6. Đây là một bảng đồng hồ điện tử, đồng hồ LED rất là sáng. Điều rất là mát anh em nhé, sau em sẽ nổ máy để xem phần động cơ cho anh em cùng xem. Đấy, để phát nổ ngay anh em ạ. Để cái nổ ngay, máy nổ rất là êm. Chúng ta xem khoang động cơ. Đây em đang hướng đến mọi người xem phần khoang động cơ của chiếc Vanguard XLT 2017 này. Thì anh em có thấy là máy nổ rất là êm, động cơ 2.2 dầu, cực kỳ khỏe và tiết kiệm nhiên liệu. Máy dầu thì anh em biết rồi là rất bền bỉ và khỏe. Anh em xem đầu dàn này. Nguyên luôn, nối đại diện tất cả mọi cái. Đây là chẳng nút bấm này của nhà máy vẫn còn. Đây là nút tròn này của robot nhà máy rất lâu, rất là chuẩn. Từng chốt cửa bằng là lắp capo này. Ốc của lắp capo này chỉ chưa ra anh em nhé. Máy dầu zin. Rất là đẹp. Anh về nhắc tất cả là dòng sản xóc xi này. Đây, bấm lên của đồng đầu dài này. Rất là đẹp luôn anh em ạ. Và sau này em sẽ lái thử chiếc xe rồi mình cùng xem nhé. Sau này em tiến hành lái thử chiếc xe, vận hành thử chiếc xe. Xi nhan đều rất ok nhau, còi to, nguồn nước rất khỏe đây anh em này, đấy, rất là sáng, rất ok. Em tiến hành lái thử đi thôi chiếc xe thôi. Chiếc xe vận hành rất mượt mà, con số rất ngon anh em ạ. Lái rất cân, rất là nhẹ lái. Điều hòa rất là mát anh em nhé. Điều hòa auto rất là mát luôn. Vận hành rất ok. Rất là tăng tốc rất nhanh. Các phần thước lái Zotwin rồi là tất cả mọi cái đều rất là nguyên zin anh em ạ. Lái rất là mượt. Rất là tuyệt vời cho mẫu xe lý tưởng. Vậy thì anh chị em nào cảm thấy đúng chân mẫu xe này thì hãy điện thoại cho Quang Minh qua số hotline 0935199868. Địa chỉ của Quang Minh tại thành phố Mỹ, tỉnh Quảng Ninh. Anh em nào xem xe thì hãy đến đây gặp Quang Minh để được lái thử, xem xe và cảm nhận. Rất cảm ơn anh chị em đã theo dõi kênh của Quang Minh trong thời gian qua. Thì anh chị em nào xem video lần đầu thì hãy nhớ like, subscribe của Quang Minh, ấn nút chuông thông báo để nhận được các video khi Quang Minh cập nhật upload lên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị, các bạn ở các video lần sau. Chân thành cảm ơn quý anh chị và các bạn rất là nhiều.